Thực sự là em đã cảm nhận được cái nguồn năng lượng chảy trong cơ thể mình. Đấy đấy mới chính là cái lần đầu tiên anh gặp em. Làm một câu giáp ở đây được không? Không. Ok, xin chào các bạn đã lạc bước ở cái chỗ trò chuyện của những kẻ ham chơi ngày hôm nay. Và đây là cái số podcast đầu tiên của chúng tôi. Mong muốn của chúng tôi trong cái podcast này, đấy là giới thiệu đến các bạn những cái thú chơi và cách họ chơi và tận hưởng cuộc sống đầy thú vị này. Chào mừng và mời vị khách mời của chúng ta đến cái podcast đầu tiên này tự giới thiệu bản thân. Xin chào tất cả bạn, mình là Huy Anh, mình đến từ Cửa Ông và mình là một người làm phim tự do. Yes. Đầu tiên thì phải giới thiệu mọi người một chút, đấy là mình được quen biết Huy Anh với vai trò là mình là người hướng dẫn và đào tạo Huy Anh trong cái việc quay phim. Hiện tại ở tại địa điểm này thì chúng tôi ngồi ở một nơi thì cũng gần sát với nơi điểm bắt đầu. Đấy là studio thứ 2 của Sương. Và cũng có một podcast. Hồi đấy chưa gọi là podcast nhỉ? Hồi đấy quay nói chuyện thôi. Đấy là buổi nói chuyện về cái gì? Về kiểu sở thích. Sở thích. Cũng là một buổi đầu tiên. Đúng rồi. 5 năm đúng không? Như kiểu một nhiệm kỳ 2018, 2019. Vừa đẹp luôn. Được nhìn lại và được đồng hành cùng với quá trình đấy của Huy Anh. Đợt gần đây thì anh thấy em có một project rất là hay. Đấy là project về giáp. Thì em có thể giới thiệu dự án đấy về chương trình không? Thật ra thì từ trước đây em đã là một người rất là thích nghe rap. Và ngoài ra thì có thêm những anh em cũng chơi và hoạt động ở tại địa bàn Quảng Ninh. Và trước đấy thì anh còn nhớ MV Cư Xá là anh quay ấy. Đấy là cái khúc mà anh em mình kết nối ấy. Đấy mới chính là cái lần đầu tiên anh gặp em. Đúng rồi, đấy là cái lần mà chúng ta kết nối luôn. Duyên nhỉ? Đấy, cũng rồi, là về giáp. Đến thời điểm tháng 9 2022 thì anh em mới bắt đầu nảy ra một kế hoạch là tổ chức một cái nền tảng cho cộng đồng rap tại Quảng Ninh. Và cũng kiểu rất là tình cờ đặt tên là 11 mỏ rap ấy. Thế là bỏ cái dấu đi thì sẽ là more rap. Đấy. Vừa tiếng Anh vừa có thể là tiếng Việt được. Biển số là 14 xong more rap. Đúng rồi, biển số là 14 more rap thì đại diện cho Quảng Ninh mình là về đất mỏ. Đó. Bọn em hình như là làm được 2 show rồi đúng không? Bọn em chính xác là có 3. 3 show. 3 số rồi. Đầu tiên là số đầu tiên thì xuất hiện tại quảng trường 12 tháng 11. Quảng trường là ở đây luôn hả? Đúng rồi, là ở xuất hiện ngoài đường luôn. Mong muốn là tại vì bản chất của những cái văn hóa của mình đang theo đuổi là xuất phát từ đường phố. Đấy, em rất là muốn là mọi người có thể được tiếp cận nó ngay tại đường phố luôn. Anh em chụm đầu lại với nhau một cái giải freestyle battle nhỏ nhỏ thôi. Quan trọng là kết nối được cái tình anh em lại, đoàn kết lại. Đấy. Ok. Sau đó là mới phát triển được đến Vol 2 thì có được tại địa điểm Jordan Boxing ở trên Hạ Long. Là kết nối được anh em Hạ Long lại cùng tổ chức, cùng đồng hành, cùng làm. Vol 3 vừa rồi thì có cậu em ở đây bảo là ước gì Vol 2, Vol Cẩm Phả cũng làm được như Vol 2. Thế là lại xoay về mấy anh em Cẩm Phả lại chung tay một cái ở Cẩm Phả. Đấy. Tổ chức tại công ty Quang Minh ở dưới Cẩm Bình. Ok. Đấy là thành quả. Đấy là một cái khu, số. Cái khuôn viên. Anh thấy là cộng đồng cũng rất là đông và mọi người hay nhắc đến từ cháy đúng không? Cháy. Trong những đêm đấy là cháy. Nhiệt. Toát mồ hôi. có cái điều vui gì trong cái sự kết nối cộng đồng này? Thực ra thì để mà nói thì sân chơi ở dưới Quảng Ninh mình hầu như là chưa có nhiều. Và nếu như mà để mà được tiếp cận thì cũng mới đây thôi, sau cái sóng của chương trình Rap Việt đang có đến 3 mùa rồi. Thì đấy, mọi người cũng đã có thể tiếp cận được những cái cách thức mà làm việc, kết nối và tổ chức. Đấy, thì em cũng tình cờ là mình cũng có chút kinh nghiệm khi mà mình đi làm và mình quan sát đây. Mình cũng có một chút kinh nghiệm để mình về đây rồi cùng anh em kết nối lại rồi làm thôi. Ekip hơi tò mò một chút về cái quy trình setup đấy, thì cái ekip của bọn em khi tổ chức một chương trình nó có đông người không, có nhiều công việc không? Thực ra thì mong muốn của bọn em là khi mà tạo dựng một cộng đồng thì những người mà đang hoạt động và đang tham gia hoặc là sẽ kết nối được lại những OG, những anh em đã từng hoạt động.
quay trở lại và mọi người cùng chung tay, mỗi người góp một chút đấy, cùng làm. Trong ekip hiện tại thì đang là có 7 người, có 7 anh em, có cả một bạn nữ thiết kế nữa. Và hướng định hướng sau này thì bọn em sẽ nghĩ là sau khi mà tổ chức được thêm một cái vốn 4 kết nối ở địa bàn Uông Bí thì sẽ ngồi lại với cả những anh em lớn tuổi như là trong cái cộng đồng rap ở tại địa phương, bốn thành phố, kết nối lại để trở thành chia sẻ quyền admin cho cái cộng đồng và tất cả bốn thành phố cùng hoạt động, chứ không phải là một mình hay là chỉ có anh em ba tổ chức nữa, mà muốn là nó sẽ trở thành một cái tên cộng đồng và cả cộng đồng là bốn thành phố chung tay lại làm. Có một cái là tại kiểu khoảng cách địa lý của chỗ mình nó xa ấy, nên là mọi người cũng rất là khó kết nối. Với cả trong cái xu hướng anh em chơi thì vẫn còn đang hoạt động kiểu nhỏ lẻ, tổ đội, chưa có nhiều định hướng về phát triển chuyên nghiệp hay là tương lai. Em nghĩ là khi mà mọi kết nối lại thì sẽ có nhiều ý tưởng hơn để làm việc với nhau hơn. Thế tức là hiện tại thì bây giờ là mọi người vẫn đang hoạt động là phi lợi nhuận hết? Đúng anh ạ, hình thức phi lợi nhuận hết. Chứ mà từ những ngày xưa là sẽ có những cái buổi mà mọi người ngồi quay quần lại với nhau, hoặc là tổ chức party tại những cái quán kiểu hơi hip hop một tí. Thế mọi người trang trí lại, như vừa rồi là bọn em làm là ở dưới cửa ông hay là tại một quán nước thôi. Nhưng mà mọi người sẽ decor trang trí theo phong cách mà mọi người mong muốn, hip hop. Và sau đó là kết nối các tổ đội lại đến chơi. Còn về việc bán vé thì em cũng từng có một câu nói, một câu hỏi đến một người anh ở bên Hạ Long, hay là kiểu cái việc rào cản của người nghe nhạc rap ấy. Có phải là mất tiền nghe nhạc rap không? Đấy. Thì đấy cũng là một cái mình cũng nghĩ tới. Là nếu như mà phi lợi nhuận và khi mà thực sự mà rapper kiếm được ra tiền thì sẽ ra sao? Đúng không? Có thể kết nối đến như nào, phát triển đến đâu? Cũng đang muốn thử. Tức là đấy là sẽ là cái bước tiếp theo, nhưng mà hiện tại đến bây giờ bọn em chưa có định hướng, mà chỉ muốn là gây dựng cái cộng đồng này nó tập trung hơn, đúng không? Thật ra là bọn em cũng có một chút định hướng, nhưng mà thực sự là nó cũng chưa được thực tế lắm. Đấy thì là đầu tiên là sau khi mà tổ chức được những cái show cộng đồng, mọi người kết nối được những thành phố lại với nhau, thì sau đó là sẽ chuyển giao lại cái quyền admin của anh em hoạt động, là có thể là có một chút tiếng nói trong cái khu vực của mình, để có thể là booking đi show, người tự tổ chức show, tự tạo show luôn. Đấy. Đây cũng là một hướng mà có thể là kiếm được ra tiền. Tức là thông qua cả cái kênh đấy mình có thể promote được anh em, đúng không? Đúng rồi. Ok, thế một cái làm brand, làm thương hiệu cũng khá là hay. Và anh biết và anh nghe được khá là nhiều anh em underground và tổ chức từ ngày xưa mà phát triển lên cộng đồng cũng rất là nổi tiếng, như kiểu là Da Lab, Linh Ly hay thậm chí là Đen Vô. Từ cái cộng đồng hình như là hồi xưa là Tử Tế Show. Anh em rap hả? Anh em rap. Ok. Bọn em có định hướng là làm theo những cái cộng đồng như thế không? Thật ra thì để mà một cộng đồng mạnh thì mọi người phải có một cái đồng lòng trước. Xong rồi cùng nhau phát triển. Định hướng thì bọn em cũng rất là hy vọng có một cộng đồng lớn mạnh và được sự ủng hộ từ phía địa phương, từ phía gia đình, mọi người cùng chung tay nhìn vào, đấy, có một cái góc nhìn nó tốt hơn về rap, hip hop hay là underground. Đấy. Sau khi mà mọi người có thể kiếm được lợi nhuận từ cái việc đam mê này thì nó có thể trở thành một công việc được. Ok. Thế vậy là thôi, mình đang nói chuyện nhiều về cái định làm, đúng không? Cái đã làm thì mình đã làm được rồi, cái định làm thì đấy vừa nói nhiều rồi. Thì tò mò một tí, trong cái quá trình mà làm cộng đồng này hay là tổ chức này thì mình có nhận được lại những cái gì mà nó bất ngờ? Nhận được lại những gì bất ngờ? Thực sự cũng có. Nói chung là sẽ có hai chiều. Theo như em nhận được thì sẽ có hai chiều hướng. Cái thành công khi mà làm được nó chưa đến từ việc lợi nhuận nhé, tại vì bọn em cũng chưa bán vé, cũng chưa nghĩ đến việc bán vé, nhưng mà cái thành công đầu tiên là kết nối được lại
những anh em đã từng hoạt động, đang hoạt động, và có cả những các bác nổi tiếng cũng vui vẻ ấy, có buổi ngồi kết nối giao lưu, chắc chắn là có sự chia sẻ lại, có sự bác. Chia sẻ ấy, có các bác cũng chia sẻ là ngày xưa anh em cũng làm show rồi cắm cả xe đi để đấy, làm, nhưng mà dù cuối cùng là vẫn là cái sự đồng hành với nhau đấy là cái trân trọng thôi. Đấy. Cũng nhìn là mình cũng giống như các anh các bác trước thôi, cũng đã từng làm những từ những cái show cộng đồng như này lên. Đấy. Thường cũng đánh đổi nhiều. Đánh đổi nhiều, thời gian xong rồi. Nói chung là cả tiền bạc đó. Thế nói chung là sự đánh đổi đi, có thể kể một số sự đánh đổi đi để làm show. Để làm show à? Thực ra đánh đổi thì em cũng của cũng... em và cả ekip luôn, rồi em có và thể cả ekip à? Ờ. Nhào nhào. Thực ra có một cái sự kiện khi mà tổ chức hoạt động Vôn Ba tại Cẩm Phả thì có một sự cố. Đấy là vì thực sự là mọi người trước giờ là underground thì hay kiểu tổ chức coi, nhưng còn chưa nghĩ gì đến nhiều về cái phần mà liên quan đến giấy tờ, giấy phép, văn hóa sở tổ chức các thứ. Đấy là cũng là một cái mà mọi người phải rút kinh nghiệm. Đấy thì đánh đổi thì đánh đổi là bọn em đã phải di chuyển từ địa điểm là quán cà phê Minor về dưới Cẩm Bình ấy, là okay. Sự di chuyển đấy là đã làm hụt bao nhiêu khách mời ấy. À. Khách mời là người ta cứ người ta không biết được thông tin, ngoài người ta không nắm rõ thông tin. Thế là hôm đấy là thực sự là những ai đam mê, những ai mà có tìm hiểu, những ai mà có kiểu theo dõi ấy, đấy thì người ta sẽ biết là mình chuyển địa điểm và họ xuống chơi mình. Thế là trân trọng nhất là những khoảnh khắc đấy. Ok, thế tóm lại là như các bác ngày trước thì phải cắm xe, còn bọn em chưa phải cắm xe một tí nào đúng không? Đúng rồi, bọn em chưa phải cắm xe. Thế rất là may mắn là gặp được những người tốt hỗ trợ. Từ anh em trong cộng đồng, ok, cũng từ phía gia đình luôn, em cũng có được nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Đi tương nhiên là tổ chức những cái show như này và kết nối cộng đồng sẽ mất rất nhiều thời gian đúng không? Vâng, đấy thì thực ra dự định của bọn em đã từ tháng 9 sang tháng 10 của năm 2022, nhưng mà đến đầu năm nay là hoạt động và đến thời điểm hiện tại là cũng được 6 tháng rồi. Hơn rồi, gần được một năm ấy. Gần một năm. Bây giờ tháng 6, tháng 7. Là thời gian mà kiểu chuẩn bị kịch bản xong rồi đi kết nối là mất thời gian nhất. Mọi người cũng phải ngồi lại, xong rồi thứ hai là ví dụ như sắp tới làm ở địa điểm ở trên Uông Bí là mà phải chạy đi chạy về là cũng khá xa. Ok. Từ dưới cửa ông là lên Uông Bí phải 80 cây. Lộn về. Mọi người trong ekip của em ấy. Mọi người trong ekip của em cũng ở cửa ông. Ở cửa ông. Ở cửa ông và Cẩm Phả. Nói chung là di chuyển xa. Ok. Thì đấy là về cái dự án mà hiện tại bây giờ nhất là em đi em chơi nhiều nhất. Và nó có một kết quả nó tương tác đến cộng đồng rất lớn. Anh thấy cái sự tương tác của nó trên kênh của các bạn trẻ cũng được các bạn trẻ rất là quan tâm. Nói chung là đấy vẫn thêm một câu nói đã từng nói là kiểu mình thử nhìn nhận lại xem hệ sinh thái rapper và những người nghe nhạc rap tại cái địa phương của mình đã nắm được chưa? Ví dụ là mình theo dõi xem là có những người người ta cũng thích nghe dòng nhạc này. Ví dụ như em là ngày xưa ở dưới cửa ông là anh em cũng tự ngồi với nhau, ngồi trà đá, ngồi freestyle chứ còn chưa có được những cái show. Nên có muốn đi thì phải đi sang Hải Phòng và Hà Nội hoặc đi xa hơn nữa. Đấy. Nhưng mà địa bản mình là thiếu những sân chơi như vậy thì những người nghe nhạc rap ấy thường thì sẽ phải nghe trên mạng, nghe trên internet. Ngày xưa thì còn đi mua đĩa lậu chẳng hạn đấy, rất là phong phú ngày xưa rồi. Rất vui, ok, thế đấy là về phần chơi, giờ là phần làm. Em đang làm gì? Hiện tại thì em đang là filmmaker tự do. Ok. Có về sở thích về travel, đam mê du lịch, di chuyển, xê dịch. Lại còn đam mê ở du lịch nữa thì anh nghĩ cả cái phần nghề và phần di chuyển và tổ chức này nó mess hết với lại cái mà em đang làm còn gì nữa. Thực ra thì em sẽ có những khoảng thời gian mà mình muốn thay đổi thêm góc nhìn ấy. Đấy, góc nhìn từ việc làm phim, từ việc đi làm du lịch, sau đấy là về một bên đơn vị tổ chức sự kiện chẳng hạn đấy. Đấy, thì mình sẽ có những thời gian là mình nâng cấp thôi. Em coi đấy là một cái nâng cấp bản thân. Ok.
mình sẽ có nắm được nhiều cái quy trình hơn, làm việc hơn, xong rồi đúc kết lại. Thế em mấy lần nâng cấp rồi? Chung là cũng không đều nữa. Cảm giác như mỗi lần mà mình unlock được một cái thành tích gì đấy là mình cũng rất là vui, xong rồi dần dần là mình muốn khám phá thêm, xong rồi nó sẽ bổ sung trau dồi lại cho mình những cái kỹ năng khác mà. Ok. Thì năm 2020 là khi mà mình cùng anh Hoành là ngừng công tác nhỉ anh nhỉ? Đấy là lúc đấy là em rời team. Hồi trước là Huy Anh cũng là một tay máy cứng cựa ở trong xương media. Sau khoảng thời gian đấy là mình có tìm hiểu thêm bánh mì, anh nhớ không? Bánh mì đấy, sau đấy là được anh Toàn ở De Rosa có một lời mời là sang Hải Phòng để công tác cùng team De Rosa. Đấy là có khoảng thời gian là em gần 2 năm ở bên Hải Phòng. Đấy là được làm việc và đi làm việc quanh đất nước luôn. Nghĩa là được di chuyển và làm việc. Đấy. Travel, eat, love. Đúng rồi, Hà Nội thì là những là nơi mà hay đi công tác. Rồi sau đấy là em cũng muốn, thật ra từ trước giờ là cũng muốn sống thử ở Hà Nội ấy. Anh nhớ cũng những khoảng thời gian là trước ấy. Em cũng có hay chạy đi Hà Nội một vài ngày, vài tuần. Để mình cũng chưa thực sự là mình sống ở đấy, mình chưa biết. Có mới năm vừa rồi là em lên Hà Nội được hơn một năm. Để thứ nhất là trải nghiệm cuộc sống thêm. Thêm một địa phương mới mình hoạt động tại thủ đô luôn. Hai là có tổ chức làm trông tí nhà ở văn phòng De Rosa. Lần này chúng tôi không hề promo cho De Rosa nhá. Cắt De Rosa. Cắt. Đéo promo nữa. Trừ khi thằng Toàn nó ship sang đây một vỉ bia thì ok, chúng tôi sẽ cho phần này lên. Vậy thì quá trình mà đã đi nhiều nơi như thế, xong rồi cũng đi được làm được nhiều job ở gọi là khắp vòng Việt Nam đi. Vậy là đi khá là nhiều rồi. Cứ chỉ ngang anh thôi, chưa ăn thua. Chưa ăn thua, chưa được đi xuyên Việt, chưa được đi thực sự xuyên Việt. Thì lý do gì mà đợt này em trở lại đây xong rồi làm chính một thời gian ở đây? Nói chung là đầu tiên thì vẫn là lý do là về phần gia đình. Em mới thứ nhất là lập gia đình, thứ hai là sắp tới là bố em sẽ về hưu, ngừng công tác tại công ty than tuổi than của ông. Em cũng muốn là gần gia đình và dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Khoảng thời gian vài năm vừa rồi là đi cũng đi khá xa. Em cũng hay về nhà nhưng mà nếu mà bảo để mà ở hẳn nhà hay kết nối với bố mẹ thì cũng chưa nhiều. Đây là khoảng thời gian mà em muốn là tạm gác lại công việc, tạm gác lại mọi thứ để chuẩn bị cho đam mê rap và gia đình. Đó. Ngoài ra vẫn làm chứ nhỉ? Ok. Nói chung là công việc thì cũng không ảnh hưởng nhiều đúng không? Tại vì cái nghề, cái việc của em nó khá là linh động. Đúng không? Đúng rồi. Anh em mình cùng làm hiểu mà, khách cần ở đâu thì mình có thể xuất hiện ở đấy được mà. Em có một cái trải nghiệm nào nó đáng nhớ trong suốt cái quá trình mà mình vừa mới xây dựng cộng đồng, vừa làm rap, vừa đi làm. Tại vì mình đi lại liên tục và cái lịch nó không được cố định. Có lúc nào mà hai cái thứ đấy nó xung đột với nhau không? Có nhiều chứ, em lại có nhiều hơn là hai thứ chứ. Trong khoảng thời gian đấy em cũng có lấy vợ. Đúng không? Là sẽ phải dành nhiều thời gian cho việc gia đình. Thứ hai là có... Tức là vợ xung đột với lại việc hay vợ xung đột với lại chơi? Có nghĩa là cái thời gian, cái quỹ thời gian của mình ấy là mình phải chia ra rất là nhiều. Thế là mình sẽ không tập trung hẳn vào được một phía. Thế là rất là may là có sự hỗ trợ đến từ gia đình và anh em. Là gia đình thì sẽ hỗ trợ cho về việc gia đình. Còn anh em thì đã kiểu có ủng hộ và chung tay vào làm xây dựng cái những project mà vừa mới làm ấy. Đó, thế là cũng trôi. Nói chung là có áp lực, có thành công anh em. Chia rất là nhiều cái quỹ thời gian riêng của mình ra. Thế thì nếu trong thời gian đấy mà không lấy vợ thì có chương trình nó có rực rỡ hơn không? Khả năng là em có giờ nghĩ như thế không? Thực ra là em thì rất là thích cái cảm giác mà mình đi show với cả bạn gái vợ mình chẳng hạn đấy. Tí tình yêu nó khác hẳn, rực rỡ, tươi. Làm mọi thứ trôi hơn chứ. Đấy. Đấy tức là có sự ủng hộ từ vợ. Có sự ủng hộ.
vợ cũng thích rap đúng không? Nhưng mà cũng cũng thích thích mình rap. Ok, thế quá tuyệt vời, được sự ủng hộ của vợ. Vậy là cả gia đình, cả thú chơi của mình đều trọn vẹn rồi còn gì nữa. Cũng phải sắp xếp nhiều. Anh nghĩ là cái bước chuyển lớn nhất mà em vừa có thời gian vừa rồi, đấy là vừa lấy vợ và vừa làm một project thành công. Dạ. Yeah. Đúng không? Cũng tương đối thành công. Ừ. Vậy thì như lúc đầu anh em mình hỏi dò nhau đi, lấy là trải qua cũng là lần 5 năm, một nhiệm kỳ để mình nhìn lại. So với trước kia khi em mới là một cậu chàng chưa được trải nghiệm nhiều và vừa được gọi là biết một cái nghề thôi, so với bây giờ em nhận ra được mình học được những cái bài học gì, hay là cái lời khuyên nào dành cho cậu Huy Anh 5 năm trước khi mà anh em gặp nhau? Thế là Huy Anh của 5 năm trước thì chỉ muốn đi tìm thôi, đi tìm để biết, để hiểu. Còn Huy Anh của 5 năm nay, 5 năm sau thì là cũng gọi là đã có một chút lớn khôn hơn, đã biết nhiều hơn. À, muốn chậm lại một chút à. Khi mà bước chân vào cuộc sống anh bắt đầu là tự mưu sinh. Ngày xưa là cũng không được đi học đấy, không được đi học nhiều thì có khoảng thời gian khoảng thời gian ra ngoài đi làm và có kiếm tiền. Nhưng mà em thì em có một thời gian sẽ bị trôi vào cái vòng kiếm tiền đấy, muốn thoát ra. Tức là đến thời điểm này thì em đang muốn chậm lại và mình rẽ nhánh một chút để mình thoát ra khỏi cái vòng xoay cứ là kiếm tiền và bỏ rơi đam mê. Đúng rồi, có cái vòng đấy thì ai cũng gặp thôi, nhưng mà với em thì em nghĩ là em muốn trải nghiệm thêm nữa trước khi mà mình thực sự là mình bắt tay vào một cái công việc để cho mình liên tục cả đời ấy. Đấy, sử dụng một sự nghiệp chẳng hạn, một sự nghiệp lớn. Đấy, okay. Thì trước tiên là mình cũng muốn đi thử, đi tìm thử xem là đâu mới thực sự là cái mà mình muốn, okay. Cái mà mình nhìn nhận ra. Còn sau cái khoảng thời gian 5 năm vừa rồi em có duy nhất nghề này thôi, đúng không? Nên em nhận ra một điều là nhiếp ảnh sẽ là góc nhìn của mình. Là mình đi càng nhiều nơi, mình làm càng nhiều thì mình sẽ xây dựng được nhiều, mình sẽ tìm tòi được nhiều góc nhìn hơn. Đấy. Đối với em, tận hưởng cuộc sống hiện tại bây giờ gì? Nghĩa là mỗi ngày mà mở mắt ra vẫn thấy mình lành lặn, đấy là một cái rất là đáng mừng rồi. Tại vì đây ra ngoài giờ em cũng có cái thú đi chạy xe phượt đấy, đấy. Nhiều pha mà mình cũng thấy là lẽ ra là cú đấy là mình cũng đã có thể, nhưng mà rồi nhận ra là mình nên chậm lại đấy. Rồi còn thích thể thao mạo hiểm một chút, parkour. Đấy. Nên là cái quãng thời gian từ em đi tập rất là sớm, từ lớp 7 nhỏ tí xíu đã đi tập rồi. À, bây giờ em có một chút vấn đề về xương khớp. Đấy, thế là tạm gác lại những cái đam mê đấy. Thực ra rất là thích những cái cảm giác như vậy, được bay nhảy trên không. Nhưng mà giờ là mình phải đi tìm những cái cảm giác khác. Ok. Thế bay nhảy dưới đất? Bay nhảy dưới đất. Thế này bơi. Hồi trước bay trên không, bây giờ bay dưới lòng đất. Vậy là thế còn thú chơi nào khác nữa không? Kể nốt thú chơi đi nào. Thú chơi à? Giờ có giáp rồi, có parkour rồi, có phượt rồi. Nào, còn thú chơi nữa, kể nốt đi. Đi cắm trại, camping, du lịch trong rừng. Tức là du lịch anh em. Du lịch. Em rất là thích đi đi đây đi đó, đi này đi kia. Đấy, những cái nơi mà thiên nhiên một chút, xanh. Có thể có biển, có hồ để mình cảm giác là mình nhìn nó rộng lớn bao la. Đấy. Okay. Nó thoáng cái con người. Đấy, thì đấy là những cái thú chơi mà cảm giác là mình sẽ vừa có thể tận hưởng được, vừa có thể là sản xuất được nội dung gì ở đấy chẳng hạn. Đấy. Quay chụp lại. Đi du lịch mà.
không chứ không phải là city boy đúng không, không phải thích kiểu thành phố xong rồi. À, đúng rồi, đấy đấy chính vì lý do đấy mà em đã bách từ Hà Nội về đây. À. À, em không phải kiểu người mà thích những nơi mà quá đông người thật sự. Ừ. Là cảm giác kiểu cuộc sống trên Hà Nội hàng ngày là người cứ đi qua nhau ấy, ừ. cứ đi với em, tức là không mọi có người, sự kết nối. Ừ. Mọi người không chịu quay lại nhìn và đúng giáp rồi. Với Huy Anh một cùng một câu. Yeah yeah. Anh Hoành đã thức tỉnh chưa anh Hoành? Anh thức tỉnh nhiều thứ. Đi làm cái thú chơi này thì em nhận được lại cái gì? Thực sự trước đây là mình là một người nghe nhạc thôi. Sau khi mà có được cơ hội mà trải nghiệm về studio, về phòng thu, về những người bạn trong lĩnh vực rap hip hop này thì cảm thấy là âm nhạc nó sẽ tạo cho mình được những cái nguồn cảm hứng và cho mình thêm những cái nguồn năng lượng ấy. Em cảm nhận được nó sẽ hấp thụ vào cơ thể mình luôn ấy, để mình có thể là sau những cái giờ làm việc căng thẳng chẳng hạn, nghe thì hơi nhàm tí thôi nhưng mà thực sự là em đã cảm nhận được cái nguồn năng lượng chảy trong cơ thể mình. Đến từ việc mà mình yêu đời hơn, mình nghe những cái nhạc nó tích cực hơn một chút. Nó có gần giống như kiểu là một cái sự thức tỉnh không? Yeah, nó sẽ là một sự thức tỉnh đấy. Trong tâm hồn đúng không anh? Anh nghĩ làm một câu giáp ở đây được không? Không. No rapper. Một cái điều gì nữa mà trong cái quá trình chơi và xây dựng cộng đồng đấy mà em thức tỉnh được nữa không? À, trước đây là em hay hoạt động solo. Có nghĩa là khả năng làm việc một mình ấy sẽ tốt hơn là làm việc nhóm. Thì em đã sau những cái trải nghiệm này thì đã rút ra được cái sự kết nối giữa tập thể, người với người với nhau thì nó cần nhiều hơn là chỉ đơn thuần là mình tạo công việc ấy. Mọi người là đến tham gia vì cộng đồng, nó cần những cái sự kết nối sâu hơn. Ví dụ như anh em mình đã có kết nối từ 5 năm trước, cũng đang ngồi buổi như này và 5 năm sau có một cơ hội ngồi lại. Nhìn lại. Đấy. Được đi. Em rất là biết ơn những cái sự kết nối ấy. À, ok, nó như kiểu là bây giờ em lên chức quản lý và em có thể làm được kế hoạch và công việc đúng không? Nó sẽ là một cái phần mình cần học thêm nhiều hơn. Trước đây là cầm máy thôi đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ cầm laptop và gõ ra những cái dự định, gõ ra những cái kế hoạch. Timeline giờ rất là phải rõ ràng, chi tiết đàng hoàng. Đấy tuyệt vời luôn. Đấy. Như kiểu là vừa học xong đại học xong rồi bây giờ đã lên luôn chức quản lý rồi còn gì nữa. Thật ra tầm này các bạn đồng trang lứa em mới ra trường ấy. Ở nhờ. Đúng không? Tầm này các bạn đồng trang lứa mới vừa ra trường được tầm 1 năm. Ừ. Các bạn ấy bắt đầu là xây dựng. Có những bạn thì ngày xưa em học ở môi trường ở đây thì thường thì các bạn sẽ ít học đại học hơn. Ừ. Như em hoặc là sẽ lấy vợ sớm. Ừ. Nhưng mà 5 năm rồi. Ừ. Đấy. Không có cơ hội được trải nghiệm về môi trường đại học. Nhà mình cũng đã có nhiều kinh nghiệm về thực tế, đời thực. Rồi, thức tỉnh ở lòng kinh, ôi lốt thua mic anh em. Ôi. Lượt hấp dẫn ấy. Ok, đúng rồi, mật ngọt thì hút ong đúng không? Nếu mà anh có một tấm bảng đây, anh sẽ trao luôn cho em với tư cách là thầy giáo chuyên ngành bộ môn đầu tiên của trường đời đúng không? Đỉnh cao. Đấy, đại học chính quy Sung Media. Những năm lý luận đầu tiên của cuộc đời. Xỉa. đấy, mình nói lại một tí cái đấy đi. Xỉa nó có đau? Đau với những người cảm thấy là đau. Ok, nếu mà trẻ thì đau? Trẻ đau. Già có đau? Già trưởng thành hơn một chút sẽ thấm. Ừ. Ngon. Em thì em môi trường làm việc xương à, hoặc những cái môi trường làm việc tiếp theo thì sự rất là nhớ những cái câu xỉa. Ừ. Những cái cảm giác kiểu trêu đùa nhưng mà nó rất là vui đúng không anh? Ừ. Rất là, nhưng mà khi mà tối về nhà vắt tay chán nghĩ mới biết. Ừ. Đại học xỉa. Trong rap cũng có xỉa đúng không? Có chứ, có về bell rap thì thường sẽ sử dụng những cái ngôn từ để có thể là công kích một chút. Ừ. Đấy.
có thuật ngữ là sử dụng punchline, là mọi người sẽ sử dụng những cái câu có nhiều mặt nghĩa đấy, để đấm thẳng mặt đối phương đấy, okay. bằng ngôn ngữ, bằng lời rap. Okay. Đấy. Nhưng mà em thì đang muốn sắp xếp lại tí cho mình có những cái nguồn năng lượng tích cực để mình làm những sản phẩm tích cực hơn. Em vẫn đang trong cái chặng đường mà em đi tiếp thu, đi hấp thụ thêm về những cái tinh hoa nhất đấy. Ok anh em, em chưa thực sự làm sản phẩm nào. Đợi đấy. Yeah. Vai trò là một người cũng đã trải nghiệm rồi thì em gửi đến một lời khuyên đến những cái bạn bè cùng đồng trang lứa với em đi. Đúng rồi. Có thể là homie à? Homie. Gửi một lời đến homie. YOLO. Thôi cứ cháy đi các bạn. Cuộc sống còn nhiều điều thú vị đang tới. Mình cứ tích cực và lạc quan thôi. Mọi thứ sẽ trôi mà. Ok. Yeah. Nice. Và cảm ơn cái năng lượng của homie Huy Anh Vũ để đến chương trình đầu tiên này. Chúc cho cái project 14 More Rap của em thành công và kết nối được cộng đồng lớn hơn nữa. Và hẹn gặp mọi người ở cái podcast lần sau với những nhân vật khác. Mình chào công lên gì cho nó xịn em ơi. Sương là sướng. Nhớ may đấy anh ạ. Ừ, ok, bye.